Alo, xin chào các bạn. Hãy theo tôi thăm cái khu vực ở Veta. Tôi giới thiệu cái khu này cho các bạn cùng xem. Các bạn nhìn thấy chưa? Hôm nay là ngày thứ bảy, xe cộ rất là đông đúc, và đi khao rất là đông đúc. Giới thiệu cái cây xăng cho các bạn biết, nó gần khu nhà của tôi, tại đi chừng 2 mét rồi đã tới rồi. Rồi tiếp tục là cái hướng nhà tôi đang ở. Đúng rồi nha. Rồi tiếp tục sẽ dẫn các bạn tới xem qua cái hãng Audi nha. Cái hãng Audi lớn của vùng này đấy. Đây là cây xăng là tôi thường đổ xăng ở đây. Đó, chết già. Đúng rồi, không đổ đây. Đi ra đường rất là đông. Khu vực này rất là chặt, phải chạy chậm chạp, rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Rồi bây giờ tới ngã tư này. Cái Audi đằng trước, phía trước các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy. Các bạn nào mà muốn mua xe mua cổ xin gợi ý cho tôi biết cái nè. Đây là cái hãng Audi. Có dịp nào thì tôi sẽ giới thiệu cái hãng Audi cho các bạn xem. Một cái hãng là phải nói tuyệt vời luôn. Còn là xe mới không ở đây. Chạy vô tham quan để xíu thôi, chạy ra trở lại. Tôi sẽ giới thiệu với những chiếc xe độc đáo của nó cho các bạn xem. Để một ngày đẹp trời, ngày mai có đẹp trời không, chúng tôi sẽ giới thiệu những cái chiếc hãng xe Audi tại đây. Nhìn thấy xe chưa? Xe quá ác cho nó được, không có chỗ chê được. Còn nhiều hãng khác nữa mà tôi giới thiệu. Hôm nay tôi đi chạy sơ một vòng để hướng dẫn viên du lịch cho các bạn xem là khu vực Veta cách nhà tôi khoảng vài bước chân. Xe đó vô. Tiếp tục quay trở lại khu vực buôn bán này nha. Quay trở lại buôn bán. Khu này có mấy khu. Đấy, trước mặt bạn là bán đồ đó. Xăng rồi đủ thứ. Xe hơi nữa kìa. Thấy không? Cách mấy bước là có chiếc xe, có hãng xe hơi rất là lớn. Đây thì nêu đây hãng rồi nêu đi. Đây à, các bạn nhìn thấy hãng rồi nêu không? Ở đây là quá rẻ luôn, xe quá rẻ. Nếu mà các bạn nào thích hãng rồi nêu chỉ cần gửi email cho tôi biết. Còn đây là cái chỗ bán đồ xe đạp. Rồi chạy xa hơn tí xíu nữa là chỗ sửa chữa xe hơi. Rồi chúng ta sẽ quay đầu trở lại
sướng ở đây rất là dài. Tiếp tục tới nữa tiếp tục tới tiếp nữa là cái chỗ chỗ gì đây, chỗ Burger King trước mặt ra đối diện các bạn là Burger King. Burger King ở đây là đồ ăn nhanh đó. Cái bên phải của các bạn là cái gì, BMW. Các bạn có tiền không nha, không có tiền nhớ gọi tôi nha, tôi sẽ đặt một chiếc và xịn cho các bạn ở đây. Không đơn giản luôn nè, đoàn là xe xịn không đấy, giá rồi tương đối giá hợp lý. Còn đây bắt mình lát là dành cho đó, bạn nhìn thấy lát là lát là dành cho nha, những cái người đi mua đồ mua điếc là tới đây đậu ở bên đây bên phải. Còn phía xa xa nữa là cái khu vực Camila. Rồi dẫn các bạn đi xuống kế tiếp là qua Camila, rồi kế tiếp thì bán quần áo. Cái khu này là cái khu bán quần áo, rồi sau đó là bán điện tính máy móc. Rồi nhà con biết điện tính máy móc. Rồi cái khu là OBI là bán đồ gia dụng trong gia đình. Ôi trời ơi, vô đó mình nhìn thấy không sướng con mắt rồi thôi. Không sướng không ăn tiền nha, không sướng không đồ. Thích đó. Rồi bây giờ mình quay đi tiếp tục ra bên ngoài. Chỗ này là chỗ bán đồ làm nhà. Tiếp tục vô. Bây giờ chuẩn bị lên trên con đường để giới thiệu cái khu công nghiệp nha. Cái khu công nghiệp của cái ta, cái khu mà tập trung toàn là nhà máy. Sẽ giới thiệu cho cái ta, giới thiệu cho các bạn biết. Các bạn chờ xem. Ở bên cạnh tôi. Rồi tiếp tục theo tôi nha. Theo tôi ra quốc lộ chính. Và tôi quay trở lại cho hãng Audi. Hãng Audi. Rồi Fawe kế bên hãng Audi là có một cái hãng Fawe. Đấy, thấy chưa? Hãng Huawei rất là ngon cơm. Nhìn đây, muốn đặt chiếc nào đồ ưng chiếc đó rồi gửi về ngay chiếc đó ngay. Không thiếu chiếc nào, không chỉ thiếu tiền thôi. Còn kế bên này nữa là Mercedes. Đấy, Mercedes. Các bạn muốn thích Mercedes là có Mercedes ngay. Muốn kiểu gì cũng có. Đây là Open đó. Kế bên là Open đó. Yeah. À, còn đó xa xa của bạn nữa nhìn thấy hãng Neumann, hãng đó tuyệt vời. Hãng đó trong đó là thôi là bá cháy bụi chết. Rồi chúng ta chuẩn bị lên cao tốc nha. Cao tốc là sẽ tham quan, sẽ là tham quan khu công nghiệp lớn nhất. Tiếp tục. Rồi, stop đây.